Ok, hello, chào mừng anh em đã đến với kênh Chu Sở Xây nhá. Hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ cho anh em cái kỹ năng cách làm sao để làm được cái bộ chỉ phào trang trí cho cửa, làm sao cho đẹp chuẩn. Anh em mới qua kênh mình nhớ để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like, một bình luận kênh để mình có động lực làm video hay hơn nữa để phục vụ cho anh em nhá. Kênh Chu Sở Xây, kênh mình là kênh chuyên chia sẻ kỹ năng xây dựng anh em nhá.